Xin chào quý cô chú và anh chị nha, dạ em Bảo Thiện. Em Đình Khen. Dạ thì ngày hôm nay nhà đất Trường Ngôi chúng em đã có mặt tại vị trí là xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một cái ngôi nhà vườn nha. Hiện tại là chủ ký gửi bên em một cái ngôi nhà vườn có một cái diện tích rất là đẹp luôn. Đó, gần một công đất. Và trước khi nói về cái ngôi nhà vườn này thì em xin giới thiệu khái quát về cái con đường đi của mình nha. Đường của mình hiện tại là đường đan anh Khen ha. Đường đan 1m8 nha anh chị. Và mình có dự án là mở lên đan 3m. 3m nha. Dạ đúng rồi, đường thông. Thông giáp ranh giữa khu vực Long Khánh và Cẩm Sơn, Long Trung. Rồi, Cẩm Sơn. Dạ đúng rồi. Nhà mình có một vị trí rất đẹp nha anh chị. Rồi thì mình cách chợ Long Trung chỉ có hơn 1.5 cây số thôi nha. Rồi mình cách đường tỉnh 868 gì hơn 1 cây rưỡi số nha anh chị. Mình muốn đi thành phố Mỹ Tho chỉ cách có 30 cây số thôi, và mình đi thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có 90 cây số thôi nha anh chị ơi. Dạ, một vườn chúng ta hướng chánh nam nha. Dạ, một cái khoảng cách khá là đẹp và một cái hướng phù hợp cho quý cô chú và anh chị thuận theo phong thủy nha. Dạ rồi thì không dông dài nữa thì em xin giới thiệu vào cái ngôi nhà của mình để cho mình dễ hình dung nha. Đó, ngôi nhà vườn của mình có tổng diện tích chính xác là 882m2 với một cái mặt tiền ngang là 17m9, một cái chiều sâu vào là 51m và một cái phần hậu hơi tóp chút xíu là còn 6m6 nha quý cô chú và anh chị. Dạ rồi đây, ngôi nhà vườn của mình phía trước mình đang trồng sầu riêng nha. À, những cây sầu riêng rất là lớn luôn. Lớn hơn cả tuổi của Thiện nữa nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi thì bây giờ mình cùng tiến sâu vào khu vực bên trong nhà của mình nha. Đó, một cái ngôi nhà vườn mang đậm cái lối kiến trúc về cổ điển miền Tây nha. Dạ, một ngôi nhà xưa đó quý cô chú anh chị ạ. Đây, thì cái ranh mốc của mình là em xin chỉ cho quý cô chú và anh chị mình hình dung rõ cái khoảng cách mà em chỉ nha. Ranh của mình thì tính từ cái mí ở đằng này quý cô chú anh chị nè. Ở đây mình có một cái mương. Đó, ở đây mình có một cái mương. Thì là cái mương này là mương của mình luôn. Thông tới đầu lộ bên đó luôn. Đó, tới lộ bên này. Thằng nguyên dãy mương mình nối xuống tới gần cuối đất luôn nha quý cô chú anh chị. Thì ranh của mình là từ cái mương mình đổ ngang qua. Đổ ngang qua đến cái bờ ở đây nha. Ở đây mình có một cái bờ này. Đó, một cái bờ ở đằng này. Quý cô chú anh chị thấy cái cọc đằng ranh ở đằng đó không? Đó, mình có sẵn cọc ranh ở đằng đó rồi nha. Đó, cọc ranh là bén mươi rõ ràng rồi. Bao ranh dắp cho mình luôn. Đó, và mình có một cái hành lang sâu vào hướng bên trong này đi ra vườn. Còn đây là ngôi nhà của mình nha. Một ngôi nhà xưa. Có một cái lối kiến trúc cổ điển. Một phần thì không còn quá mới nữa, tại vì nhà mình cũng có tuổi rồi, nhưng mà về đây mình vẫn có thể sơn trát lại nè, trát bê lại rồi mình ốp gạch, la phong, mình sửa được theo cái ý thích của mình cũng rất là ok luôn nha quý cô chú anh chị. Nhà của mình cao ráo nha anh chị, nhà của mình có cái sàn là cao hơn 5 tấc nha anh chị. Dạ, một điều nữa, thì nhà của mình đã có sẵn 300m2 thổ cư cho mình luôn rồi quý cô chú anh chị nha. Rất thích hợp cho quý cô chú và anh chị ở thành phố mình về đây mua bán thì rất là thuận tiện trong vấn đề về mặt pháp lý luôn. Đó rồi, thì Thiện xin tiến sâu vào hơn nha. Đây là ngôi nhà của mình. Hiện tại ngôi nhà này cất cũng hơn 5m luôn anh Khen ha. Nhà có diện tích là 5m. Dạ, vì ngang riêng ngôi nhà của mình tầm 5m nha. Dạ rồi đây là cái gian phòng chung của mình. Gian phòng chung của mình thì ngoài này là mình có một cái phòng thờ kiếm phòng khách và có sẵn hai cái giường luôn nha. Gian nhà của mình là cho một đại gia đình ở là rất là thoải mái luôn. Rồi, sau bên trong đây là mình có một cái gian phòng ngủ nha. Đó, nhà xưa đây là nó hơi tối chút xíu nha quý cô chú anh chị. Đó, rồi, ở đây là khu vực bếp của mình nha. Đó, khu vực bếp của mình. Bếp và nhà vệ sinh. Rồi, và phía sau đây là chính là một mảnh vườn. Cái bếp củi lắm nha. Bếp củi. Dạ rồi đây. Anh Khang chỉ em mới thấy với cô chú anh chị ạ. Dạ, nấu củi nó ngon. Ở đây mình có một khu bếp củi luôn. Rất là miền Tây luôn. Ngoài này chủ, ngoài sầu riêng ra thì chủ cũng có trồng tắc nè, trồng chuối nè. Ở đây thì mình được mấy gốc sầu riêng Khang ha? Ở đây thì mình có 20 gốc sầu riêng tổng cộng nha bếp Thiện nha. Và mình có hơn 12 gốc là hiện tại là hơn 30 năm tuổi nha. Và đang mang trái nha. Rồi mình có thêm 5 cây sầu riêng tơ đang mang trái luôn. Rồi mình có khoảng 3 cây còn nhỏ nha. 1 năm, 2 năm nữa cho trái. Tổng là mình có 20 gốc sầu riêng nha anh chị. Mỗi thon có, ri 6 có nha. Và trái rất là sung tốt nha. Rồi mình có thêm mấy chục gốc tắc nữa. Và cho thu nhập mỗi ngày đó là từ
150 đến 200 ngàn tiền tắc đó nha anh chị. Còn mình có thêm lá dứa nữa nha. Lá dứa thì mình bán lai rai đều đặn mỗi ngày luôn nha anh chị. Nói chung là cái vườn này vừa có giá trị lâu dài mà vừa có giá trị trước mắt luôn nha. Bác này với cô chú anh chị ạ. Cây rất là chịu quả luôn nha. Ở đây là mình có một cái mương nhỏ ở đây luôn nha. Mương nhỏ mình thông với lại cái mương lúc nãy mà Thiện chỉ cho quý cô chú anh chị. Mương này là mương cá nhân của mình. Đó, cũng không phụ thuộc, rất là thoải mái luôn. Và đây là cái lá dưới mà anh Khang đề cập này quý cô chú anh chị. Đây là bụi xả nha bác Thiện nha. À bụi xả, dưới xuống dưới này quý cô chú anh chị ơi. Dạ, đây nè, tắc nè. Tắc là mỗi ngày mình hái khoảng tầm 20kg nha anh chị. Mà 1kg hiện tại Khang được biết là hơn 10.000 nha. Đó, anh Khang đứng vào cái góc sầu riêng này cho quý cô chú anh chị họ hình dung được cái độ to luôn nha. Đây, cá thì rất là nhiều nha anh chị. Rất là cao luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Đây này khoảng tầm là hơn 50 khổng lồ ký, luôn nha. 50 kg trái nha anh chị. Dạ. To luôn. Đây này một số cây rất là lớn nha. Ranh của mình đó là sâu túc ở đằng kia quý cô chú anh chị ạ. Đó. Cái bờ và mình có hàng rào rồi nha. Có hàng rào ở đằng đây đó quý cô chú anh chị ha. Đó là hết cái diện tích về sau của mình 51m. Đất của mình có một cái diện tích khá là đẹp nha. 17 17m dài vào 51m. Hậu còn 16m. Dạ, cũng khá là đẹp luôn nha. Đây là cái lá dứa lúc nãy anh Khang đề cập này. Đất của mình cũng khá là phẳng phiu nha. Hệ thống tưới tiêu cũng đã có đầy đủ rồi nè. Sầu riêng cũng khá là đẹp luôn mấy cô chú anh chị thấy không? Đó. Rồi. Thì đây là một cái mảnh nhà vườn có sẵn thổ cư, rất là thích hợp cho quý cô chú và anh chị về đây mình nghỉ dưỡng. Sẵn hệ thống tưới tiêu, sẵn 300m² thổ cư và đường cũng chuẩn bị lên ô tô rồi. Đó là một cái căn nhà vườn cũng có cái lối kiến trúc miền Tây cũng khá là dễ thương luôn nha. Đó, nếu mà quý cô chú và anh chị mình quan tâm và để ý tới cái khu vực ở phía Long Trung này của mình á, một khu vực trồng sầu riêng rất là tốt luôn. Đó, và một cái con đường giao thoa giữa các xã Long Khánh, Long Trung, Cẩm Sơn, một con đường khá là đẹp luôn. Thì quý cô chú và anh chị có thể tham khảo cái mảnh vườn sầu riêng này nha. À, và em xin báo giá luôn thì hết tất cả toàn bộ cái diện tích 882m² có sẵn 300m² thổ cư này của mình, là có sẵn nhà và cả vườn sầu riêng này của mình đó, thì chủ xin bán với cái giá là 1.500.000.000 bao hết toàn bộ giấy tờ. Và giá này quý cô chú và anh chị có thể về trực tiếp nhà vườn của mình xem và thương lượng trực tiếp chính chủ nhà. Đó là toàn bộ thông tin về cái mảnh nhà vườn của mình nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú và anh chị quan tâm có liên hệ trực tiếp chúng em qua số điện thoại trên màn hình để chúng em tư vấn chi tiết hơn nha. Dạ rồi, em xin chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào. Dạ.